Giải mã giấc mơ chim bao thấy nhãn, quả nhãn cây nhãn. Bạn còn phân vân không biết giấc mơ thấy quả nhãn là điềm báo tốt hay xấu? Mời các bạn tham khảo video sau đây. Nằm mơ thấy quả nhãn sai quả, hãy vui mừng nếu bạn thấy được điều này khi ngủ nhé. Giấc mơ dự báo mọi việc sắp tới, đây khá là thuận buồm xuôi gió, làm gì cũng được quý nhân tương trợ và giúp đỡ. Tuy không có thành công lớn nhưng cuộc sống khá sung túc, viên mãn, bạn chẳng phải lo lắng hay phiền não bất cứ chuyện gì. Mơ thấy ăn quả nhãn, điềm báo may mắn dành cho bạn trong thời gian sắp tới. Công việc làm ăn tốt, tiền của vững vĩnh, cuộc sống nhàn hạ, viên mãn. Thế nhưng các bạn nên chú ý đến sức khỏe nhiều hơn. Làm gì cũng nên nhìn trước nhìn sau, đặc biệt những bạn đang theo đuổi những công việc mang tính chất nguy hiểm. Ngủ thấy chùm nhãn hư, tuyệt đối không ngủ chủ quan với giấc mơ này nhé. Nếu không muốn cuộc sống, sự nghiệp rơi vào bế tắc, các bạn nên tính toán và lên kế hoạch có những bước đi vững chắc nhất. Đặc biệt không nên tin lời người lạ, không cho ai vay mượn tiền cả, không kẻo tiền mất tật mang, tiền mất mà tình cảm cũng không còn. Mộng thấy trèo cây nhãn, nếu tối qua bạn mơ thấy mình trèo lên cây nhãn hái trái và té xuống đất gãy chân hay gãy tay thì không nên chủ quan trong cuộc sống sắp tới. Đây là giấc mơ báo hiệu điềm xui xẻo, khuyên bạn nên cẩn thận hơn, nhất là những bạn đang làm việc leo trèo như ngành điện, các ngành liên quan, cẩn thận hết sức, có thể tai nạn ập đến khiến bạn bị thương. Chim bao thấy được tặng nhãn, bạn là người khá may mắn. Trong thời gian tới, không có gì thay đổi thì bạn sẽ nhận được một số món quà bất ngờ từ bạn bè, người thân. Cuộc sống sắp tới khá viên mãn, tràn ngập tiếng cười. Với bạn, thời gian này là thời gian vui vẻ nhất mà bản thân có được. Hãy trân trọng những điều mà bạn sắp nhận được. Ngủ thấy chặt cây nhãn, cuộc sống nghèo khổ sẽ không còn nữa. Mọi vất vả khó khăn sẽ kết thúc trong thời gian tới. Khi sự nghiệp của bạn gặp may mắn phất lên thì mọi thứ thay đổi hoàn toàn. Cũng nhờ thế mà tình cảm vợ chồng tốt hơn, cả hai không còn xung đột mâu thuẫn nữa, sống vui vẻ hòa thuận hơn. Nằm mơ thấy trái nhãn rụng trúng đầu, điềm báo xui xẻo, hãy cẩn thận với giấc mơ này. Chuyện không vui tiếp tục xảy ra khiến bạn cảm thấy mệt mỏi và áp lực vô cùng. Không phải một chuyện buồn xảy ra mà có rất nhiều chuyện buồn không như ý muốn, cuộc sống vô cùng bế tắc. Không suy nghĩ chu đáo, bạn sẽ có những quyết định sai lầm. Mơ thấy đi trộm nhãn hàng xóm, nói ra thì mắc cười nhưng giấc mơ này cũng là một dự báo không quá tốt đẹp dành cho bạn. Bạn nào đang có ý định hãm hại hay cố tình tranh giành những thứ không thuộc về mình, hãy dẹp bỏ ý định đó ngay. Bởi tương lai bạn sẽ có cái kết không tốt đẹp chút nào, gieo nhân nào gặp quả đó. Sống ác nhất định gặp chuyện xấu mà thôi. Mộng thấy chùm nhãn bị mất cấp, giấc mơ này khuyên bạn nên cất giữ và bảo quản tài sản, tiền của cẩn thận. Đừng quá phô trương quá mức, kẻo người xấu nổi lòng tham. Không kẻo sự phô trương của mình dẫn xối vào nhà nhé. Chuyện gì cũng vừa vừa phải phải thôi, càng kiêu ngạo càng không hay. Ngủ mơ thấy nuốt phải hồng nhãn, quá nguy hiểm cho giấc mơ này. Giấc mơ nhắc nhở bạn nên cẩn thận hơn trong việc ăn uống. Chẳng có chuyện gì gấp cả, hãy bình tĩnh và ăn thật chậm rãi. Nếu không, tương lai bạn sẽ gặp một số tai nạn xui xẻo bất ngờ ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng. Quả nhãn số mấy trong lô đề? Bạn nào thích số lô đề mà chưa biết chọn con nào, hãy tham khảo video sau đây tùy theo giấc mơ bạn thấy là gì và lựa chọn con số thích hợp nhé. Chúc bạn may mắn. Nằm mơ thấy cây nhãn sai quả 12-22, mơ thấy quả nhãn 6-8-8-9.
Ngủ thấy chùm nhãn hư 13-62, mộng thấy chèo cây nhãn 47-50, chim bao thấy được tặng nhãn 23-43, ngủ mơ thấy cây nhãn 39-84, nằm mơ thấy quả nhãn rụng trúng đầu 28-94, mơ thấy đi trộm nhãn hàng xóm đánh ai 33-52, mộng thấy chùm nhãn bị mất cấp 42-90, ngủ mơ thấy nuốt phải hồng nhãn 16-70. Trên đây là những điềm báo tốt xấu từ giấc mơ thấy cây nhãn, quả nhãn. Hy vọng những điềm báo này sẽ giúp bạn tránh được nạn tai nguy hiểm, đồng thời mang lại may mắn, thành công trong cuộc sống sự nghiệp. Xong, những bạn yêu thích số lô đề có thể thử vận may của mình thông qua con số may mắn từ giấc mơ mình thấy. Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm,